Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một đôi giày là một trong những biểu tượng của Adidas từ những năm rất sớm. Và những đôi giày này thì nó mang hơi hướng thiết kế tương đối giống nhau, nó chỉ khác nhau về một vài đặc điểm nhưng tất cả đều là những iconic thời điểm năm 60-70 tới từ Adidas. Video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một đôi Cassel và đây là một cái đôi mà có form thiết kế rất là cổ điển. Và như các bạn thấy thì với cái form thiết kế này nó rất giống với lại những cái mẫu thiết kế chung của Adidas. Chúng ta sẽ thấy được đó là cái mẫu này nó giống với lại những mẫu nổi tiếng hơn ở Việt Nam, ví dụ như Superstar, ví dụ như Stan Smith. Và quả thật là như thế, bên cạnh những mẫu giày đó thì đây cũng là một cái mẫu giày cực kỳ iconic tới từ Adidas. Nói về lịch sử của Adidas Gazelle thì đây là một mẫu giày được nói chung là được ra mắt năm 1966, năm 1966 thì có một thông tin chưa được xác nhận, đó là cái tên Gazelle này lấy tên của một vận động viên nào đó ở Thế vận hội Olympic năm 1960, người mà đã giành được lên tới 3 huy chương vàng. Và người ta gọi ông ý là Black Gazelle, tức là Linh Dương Đen. Thì cái tin này chưa được xác nhận, nhưng mà mình nghĩ là xác nhận hay không thì cũng không quan trọng. Tại vì dù gì thì mẫu giày này nó cũng đã sống từ thời điểm đó đến bây giờ, tức là 53 năm. Như vậy thì đây là một mẫu giày kinh điển, cổ điển. Và về thực tế ra thì hai phối màu OG của cái mẫu Gazelle này nó là một cái màu đỏ và một cái màu xanh. Màu đỏ nếu mình nhớ không nhầm thì nó được thiết kế cho việc vận động ngoài trời, còn cái đế của đôi màu xanh được thiết kế cho vận động indoor là trong nhà. Nhưng mà bây giờ mọi cái đế ngoài của những đôi Gazelle này nó giống nhau, nó đều là những cái hình lục giác đều được xếp cạnh nhau giống như tổ ong vậy. Nói về cái đặc tính của Gazelle mà nó khác biệt đi so với lại những mẫu khác tương đối giống còn lại, đó là về cơ bản thì đây là những mẫu mà nó được phủ toàn bộ là da lộn ở phía phần bên trên này. Thì đây là mẫu giày đầu tiên của Adidas được sử dụng cái chất liệu da lộn nhiều đến như vậy. Cái thời điểm những năm đó thì cái việc dùng da lộn nó là một cái gì đó nó khá là nó không bình thường lắm, tại vì bình thường người ta dùng cái loại da kia. Thế nhưng mà với những cái đôi Gazelle mà có màu sắc ấy thì cái phần màu sắc nó rất là đẹp. Tại vì các bạn hình dung là nhuộm da lộn lên ấy, phần màu sắc lên nó tươi hơn, nó đẹp hơn là cái việc mà chúng ta dùng da bóng bình thường, da bò bình thường. Thì từ đó trở đi là đôi giày này nó trở nên phổ biến cả ở trên sân khấu lẫn là việc chơi thể thao vân vân. Thì cái đôi Gazelle này là một cái đôi mà nó sẽ có những phối màu mình rất thích, ngoài cái màu đen với lại ba cái vạch trắng này, còn nó phối màu ví dụ màu vàng, màu xanh lá, màu hồng phấn, màu tím vân vân, rất nhiều màu và toàn là những màu sắc rất đẹp thật. Có những đôi Gazelle nó không phải là da lộn mà nó là da bóng bên trên này, nhưng mà mình nghĩ đó nó không còn mang đặc tính của Gazelle nữa. Và như vậy thì nếu mà mua Gazelle thì các bạn nên mua những đôi mà nó có phần da lộn hơn là da bóng. Thứ hai là cái đặc tính về cái mũi giày hình chữ T này. Hơi xa nhưng mà lát mình quay gần các bạn sẽ thấy nhiều hơn, đó là cái mũi giày nó có một cái mảng da lộn hình giống hình chữ T như thế này, là đặc tính thứ hai. Và thứ ba thì đôi giày này nó cũng gần như là không có gì đặc biệt lắm, nó sẽ có một vài đặc tính riêng thì mình đã kể ra rồi, còn lại thì nó cũng sẽ tương đối giống với lại Stan Smith, Superstar. Mình đã làm hai mẫu đó rồi, hôm nay mình làm Gazelle và sau này mình sẽ làm những mẫu iconic khác tới từ Adidas nữa cho đầy đủ, gồm có cả Campus, gồm có cả Samba vân vân, rất nhiều. Bây giờ mình sẽ đi mô tả chi tiết vào đôi này. Thì cái đôi màu đen này, màu đen đế trắng này mình mượn tại The Fire Monkey. Hiện tại thì mức giá cho đôi giày này chỉ có 1.450.000. Và nếu mà các bạn mua thì các bạn có thể nói là đến từ Lạ Sneaker, hoặc là nhập cái mã là free ship ở trên website để được miễn phí phí ship, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ quay cụ thể và chi tiết để mô tả cho các bạn về cái mẫu Gazelle Linh Dương Đen này. Và đây là hộp giày của đôi Adidas Gazelle mình có ngày hôm nay. Thì nó cũng là một hộp của Adidas Original như bình thường thôi. Và về thông tin thì chúng ta có ở phía mặt này. Đây là đôi Gazelle Linh Dương với size mình chọn là size 8, 7,5, 41, 1/3 và 26cm. Đôi giày này mượn tại TFM cho nên có dấu của họ ở đây. Mã là BB5476 và làm tại Việt Nam. Đối với việc chọn size của đôi giày này thì có nhiều người nói rằng là nó sẽ hơi rộng hơn bình thường một tí. Tuy nhiên mình vẫn khuyên các bạn là nên chọn đúng size với người chơi bình thường. Tức là bình thường các bạn đi Adidas là 8OS thì đôi này cũng vậy. Ở bình thường mình đi 41/1/3 đôi này mình cũng chọn như vậy là vừa. Mặc dù có thể nó hơi thừa chân một tí, tuy nhiên cái khoảng cách ngang của đôi giày này khá hẹp và mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp với những người chân bị bè, bị múp, hoặc là cái phần hõm bàn chân nó không được hõm mà nó lại bị dẹp xuống. Thì lát nữa mình sẽ mô tả sau về yếu tố này. Tóm lại nếu mà bạn bè múp mà vẫn muốn đi đôi giày này thì nên cộng từ nửa size trở lên, chứ đừng đi đúng size là sẽ bị khó chịu. Rồi ok, bên trong thì chúng ta sẽ có như sau.
đương nhiên là hai chiếc giày, và đây là bên chân phải. Đối với chiếc bên chân phải này thì chúng ta sẽ có một cái túi dây tặng kèm theo, và dây này nó sẽ có màu trắng được cuộn khá đẹp như thế này, và dây được bố sẵn là màu đen. Dây này giống y hệt như vậy, khác mỗi màu thôi, màu trắng. Tùy các bạn thích màu nào, nhưng mình nghĩ nếu là mình thì mình sẽ buộc dây màu trắng lên đôi giày này thì nó sẽ nổi bật hơn. Một vài cái tem mát. Đây là chiếc bên chân trái. Có một đặc điểm mình thấy là những đôi giày casual này, kể cả là phần giao lộ màu gì đi nữa thì cái chữ casual này nó vẫn màu vàng óng như thế này hết. Đó. Và giấy gói ba lá như bình thường thôi, không gì đặc biệt cả. Và ok, quay trở lại với đôi casual ngày hôm nay thì như bạn thấy phối màu của nó sẽ là bên trên phần upper màu đen. Tất cả những chỗ nào màu đen là giao lộn hết, trừ ra phần dây buộc thôi. Còn lại thì bên dưới đế nó sẽ có màu trắng, kể cả đế ngoài, đế giữa hay là cái phần miếng da của gót đằng sau này nó cũng vậy. Thì cái đôi này như mình đã mô tả thì cái đặc điểm của nó có một cái đặc điểm, đó là nó có mũi hình chữ T. Thì T đúng ra phải để như này, nó giống chữ T này. Các bạn thấy không? Cái mũi này là một cái mũi giao lộn, nó sẽ có hình kiểu như là hình... đây, nó giống như chữ T được vát cong cong như thế này. Nhưng cái mũi này là mũi đặc điểm của đôi này, và mũi này thì nó cũng khá mềm thôi. Cái việc dùng da lộn ấy thì nó uyển chuyển hơn là da kia. Thế nhưng mà nó lại có cái gì đó nhìn nó cao cấp hơn. Và những chỗ da khác của chúng ta là phần ba sọc này chẳng hạn. Thì đây là ba phần miếng da khá giống với lại kiểu thiết kế của Superstar chẳng hạn, cái đường chỉ may này cũng thế. Ba miếng da trắng cùng với miếng da ở phía gót này với logo ba lá thì là da trơn bình thường. Còn lại là da lộn hết. Và như mình đã mô tả thì cái chữ gazelle này nó luôn có màu vàng óng như thế này, kể cả upper này nó có màu tím, màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu gì đi nữa, cái này nó cũng màu vàng hết. Thì có một số người không thích lắm ở cái đặc điểm cái lưỡi gà của đôi này nó hơi cứng, và cá nhân mình thì cũng vậy. Mình không thích cái lưỡi gà nó quá cứng như thế này. Lưỡi gà của những đôi Adidas Stan Smith, Adidas Superstar thì mình thấy còn đỡ hơn. Chứ lưỡi gà của đôi này thì mình thấy là đúng là nó cứng thật. Nó thì cũng mỏng thôi. Đây các bạn nhìn nó mỏng thôi, độ mỏng của nó bình thường thôi. Nhưng mà đúng là nó cứng thật, các bạn nhìn không? Nó rất là cứng kiểu như này. Đấy, khá cứng kiểu như thế. Chúng ta sẽ có một cái logo ba lá với dòng chữ Adidas ở phía trên này. Và một vài cái họa tiết rất đặc trưng. Một vài cái đường lằn ranh, cái mấy rãnh này rất đặc trưng của gazelle. Con tem thì ở phía bên dưới này. Đó, bên dưới chúng ta là phủ một lớp kiểu bông ấy. Mấy cái này nó dính bụi bẩn với lại kiểu lông sơ từ tất thì thôi rồi luôn. Và bên trong này chúng ta được bọc da trơn màu trắng. Đấy, cái phía này thì sẽ là cái lót trong. Lót trong này không phải Autoline, nó lót trong bình thường thôi. Và cái đặc điểm mà mình thấy nó không phù hợp với lại những người mà chân bè, và nó kiểu bè ngang, và nó lại còn cái chỗ hõm này nó không hõm mà nó lại bị xẹp xuống ấy, thì nó là như này. Nếu mà nhìn từ đế thứ là như này, các bạn hình dung không, thì cái phần hẹp ngang này nó rất là hẹp. Đầu tiên là những ông chân bè thì cái phần này nó sẽ bè ngang ra khá nhiều, và đi mà hẹp như này không chịu nổi. Đấy là một. Thứ hai là cái phần áp vào cái phần hõm này nó bo, nó gọt vào quá khít. Nếu mà nó gọt vào kiểu những đôi Stan Smith thì nó còn dễ chịu hơn. Nhưng mà nó gọt khít như thế này thì nó áp thẳng vào cái chỗ hõm bàn chân. Những ai mà hõm nhiều một chút thì dễ chịu, những ai mà không hõm thậm chí dẹp xuống gần mặt đất ấy, thì cái này sẽ gây cảm giác cực kỳ khó chịu. Cho nên là đừng đi đôi này nếu như mà bạn cứ có chỗ đó nó bị hẹp xuống. Còn cái lót trong ấy thì nó sẽ như thế này. Nó được dính vào rất chắc. Và mình sẽ phải lột nó ra để cho các bạn xem được những chi tiết. Tại vì dính chắc thì cũng phải chịu lột ra thôi. Đây. Mình cực kỳ không thích cái đặc điểm mà họ thiết kế cái lót trong nó như thế này. Các bạn nhìn không? Nó đã bị bó như vậy rồi, họ vẫn còn dán một cái miếng này đẩy lên ở phần đấy nữa. Đương nhiên thì theo giải phẫu học của chân người thì đương nhiên chúng ta có cái chỗ hõm này. Nhưng mà có những người nó không hõm thì cái việc này làm cho họ cực kỳ khó chịu khi mà đi đôi giày này, đã vậy nó còn hẹp ngang nữa. Cho nên các bạn cần phải lưu ý cái điều này khi mà mua gazelle, đơn giản như vậy thôi. Bên trong thì nó như thế này. Có một lớp vải nữa. Đó. Đây là cái họa tiết của đế giữa. Đế ngoài thì như mình nói đó là họa tiết. Nó là họa tiết hoa thị nằm bên trong những hình lục giác đều như tổ ong. Và cái này đi thì không ma sát tốt đâu. Ban đầu thì con giày này nó được thiết kế kiểu đá bóng trong nhà cơ. Nhưng hồi đấy nó không có nhiều sự lựa chọn cho đá bóng thì người ta mới chọn thôi. Chứ bây giờ mình nghĩ là đi lifestyle là đẹp nhất. Và đặc biệt là da lộn, các bạn cũng cần lưu ý một chút về việc vào nước, chống ẩm mốc vân vân. Bây giờ mình sẽ đi nó trên chân cho bạn cùng xem.
Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một đôi giày là một trong những biểu tượng của get fuck.